Ok anh em, chào tất cả anh chị em lại quay trở lại với kênh chuyên về tâm sinh lý và hướng dẫn kỹ thuật làm YouTube. Đấy, anh em thấy không? Bây giờ là chuyển sang là hỗ trợ tâm sinh lý luôn rồi, không phải là YouTube nữa. Đấy nói nói thế thôi anh em nhé. Nhiều khi mà làm cái video muốn mình muốn tập trung về một cái mặt nào đó hay là muốn tập trung cho anh em nhanh về một cái, cái hướng dẫn cái chia sẻ nào đó, nhưng mà đôi khi mà nó có những cái lời mà chia sẻ tâm sự anh em chia sẻ cùng thì mình diễn đạt trong cái video đó hay là mình chia sẻ ngay luôn trong cái luôn trong ngay cái video đó thì nó, nó thành ra là nó hơi liên liên thuyên anh em ạ à, thì mình sẽ dành ra một cái video riêng mình làm tranh thủ làm một cái video riêng để chia sẻ với anh em những cái mặt khó khăn khác đúng không thì như anh em biết đúng không ngoài cái mặt kỹ thuật thực hiện làm youtube ra trong cái trong cái lúc mà anh em làm youtube ra đúng không nó có nhiều cái mặt khó khăn trên cái nền tảng youtube và nếu mà nói thì cần phải tiếp nhiều động lực hay là chia sẻ những cái cuộc sống hay là chia sẻ những cái động lực mới cho anh em làm thì đó cũng chỉ là một mặt thôi. Và ngoài ra thì chúng ta vẫn còn một cái mặt tối nữa. Để mà nói mặt tối thì cũng không phải mặt tối mà mặt sáng thì cũng không phải mặt sáng. Đó là mặt về mặt tâm lý. Nhiều anh em nhắn tin đúng không? Nhưng anh em thấy không? Bên ngoài này, bên phía bên ngoài cuộc sống này. YouTube nó là một phần thôi, bên ngoài chúng ta cũng phải trải qua nhiều cái khó khăn nữa Mình biết anh em trải qua nhiều rất là nhiều cái khó khăn Và tất cả những cái khó khăn đó Mình đã có thể là chưa trải qua hết Nhưng mà mình cũng đi từ cái giai đoạn đó đi qua Có thể là mình nắm bắt được một cái gì đó Có thể là mình cũng rút ra được một cái kinh nghiệm gì đó Để mình hôm nay mình ngồi đây Mình chia sẻ cho tất cả anh chị em đúng không? Để anh em có cái quá trình anh em hoàn thiện bản thân mình Anh em có cái thời gian anh em rút ngắn được cái thời gian anh em hoàn thiện tốt hơn một cái kênh youtube của mình và cái việc hoàn thiện tốt cái kênh youtube của mình của anh chị em là để làm gì là để à, sau này chúng ta sẽ đỡ phải vất vả hay là chúng ta sẽ đỡ phải tay chân hay là chúng ta sẽ mở mang chúng ta sẽ gặp được nhiều cái cơ hội mới hơn và chúng ta sẽ tiềm năng hơn trong cuộc sống chúng ta đỡ phải vất vả dưới một ai hết anh em nhé đó là mình chia sẻ cho anh em và cũng như là từ cái kinh tế đời sống nó phù hợp với cái hiện tại đó thì hầu đa ấy đa số anh em nhắn tin nhiều là anh em bảo là bây giờ làm thì sẽ đôi khi mà anh em mà ở một mình ấy những anh em nào mà độc thân chẳng hạn là những anh em mà uh, thứ nhất là không vướng 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 về ai hết đúng không nếu mà một mình một thân ấy thì anh em vẫn có thể là khỏe hơn có những người gặp khó khăn là nào là đã có chồng rồi và có những người có những chị em khó khăn như là phải nuôi thêm một đến hai con đấy thì có những anh em cũng khó khăn như là bây giờ làm ấy, thì đâu phải là riêng anh em đó xài đâu anh em còn phải chu cấp anh em còn phải chích ra anh em còn phải anh em, anh em thèm cái này thèm cái kia nhiều anh em nhắn tin nhìn cũng rất là khổ và cũng rất là buồn thì nhiều khi ấy muốn ăn một cái này đi qua cái chỗ này hồi nhỏ những cái món ăn mà yêu thích lắm đúng không những món ăn mà yêu thích nhưng mà nhiều khi cứ nghĩ về là phải gửi tiền về cho cha gửi tiền về cho mẹ đấy suy nghĩ như thế xong rồi đôi khi những cái món ăn nhỏ nhất mà mình không thể nào ăn không thể nào mà ăn nói hẳn ra không thể ăn thì không phải nhưng mà vì tiếc hay là như thế nào đấy không không nỡ mua để gom tiền lại cho đủ tại vì đi làm công thì không bao nhiêu tiền cả anh em thấy không Đi làm công thì chắc chắn là cái chi phí sinh hoạt phục vụ cho một con người thôi là nó đã tốn bao nhiêu ở cái thời điểm hiện tại rồi. Như mình chia sẻ thật với anh em đúng không? Bây giờ mình lên quán, mình mua một cái gì đó ăn. Bình thường ấy, vào những năm 2015, hay 2016 ấy, nói gần nhất là 2018, hay 2019 đi. Đấy, thì mình một 100.000 đúng không? Mình lên quán mình có thể là mua đồ ăn cả ngày. Mình ăn có thể là nhiều ngày luôn. Đấy, cho nó dễ hiểu đấy đó là tiết kiệm ha um, bây giờ mình lên mình mua chỉ mình nghĩ là mấy cái đó đơn giản sao mà lại tốn tới cả trăm mấy hoang mang luôn anh em ạ hoang mang dư luận luôn thì thực sự là cái đời sống nó càng ngày nó càng cao thì cái nhu cầu tiêu thụ thì càng ngày nó càng cao cho nên là tiền tiêu nó cũng càng cao nhưng mà làm thì không được bao nhiêu anh em ạ đấy rất là khó khăn về cái mặt đó có rất là nhiều anh em những anh em mà tự làm tự ăn ấy thì nó đỡ vất đỡ vất vả hơn còn nhiều anh em mình biết là trong cái trong chính cái con người của anh em đó và cái tư tưởng cái suy nghĩ của tất cả anh em đó có một cái sự đam mê là có một cái sự mà nung nấu cái ý tưởng này khá mình còn phải học hỏi nha nhiều nhá. từ từ cái cam của mình ấy, nhiều khi mình nhìn thẳng vào cái màn hình này là mình nhìn thẳng và đối diện vào tất cả anh em đang xem đúng không nhưng mà cái cam của mình mình để trên cao cho nên là khi mà cái ánh mắt anh em nhìn vào thì mình có thể là nhìn có thể kiểu như là nó nhìn xuống dưới ấy. thì anh em thông cảm ha à, mình sẽ tại vì cái cam này là cái cam cái cam này nó để để gần nó không được anh em ạ đó thì anh em thông cảm cái điều đó vừa nãy nói tới đâu rồi ta nói tới đâu rồi nhỉ thì đúng không nhiều anh em ấy nung nấu cái ý tưởng này chị anh những anh em đó chia sẻ những ý tưởng làm youtube với mình mình thực sự là vẫn còn phải học hỏi được từ những anh em bình thường, những anh em đó rất là bình thường thôi. mình còn phải học hỏi từ những anh em đó rất là nhiều. đôi khi mình học hỏi được những cái ý tưởng khá là hay và mình áp dụng vào để mình chia sẻ cho anh em nữa. đó uh, mình biết những anh em đó nung nấu những cái ý tưởng và ham muốn đúng không? trong kiểu như là trong con người nó có một cái cái, cái, cái ngọn lửa cháy cháy bừng lên như cái ngọn lửa cao nguyên anh em ạ. nhưng mà gặp phải một số cái bị cản trở như là có thể là lập gia đình rồi đấy nhưng mà vẫn đam mê làm những công việc như này biết dù những anh em đó biết rằng những anh em đó cũng hay tâm sự với mình bảo là mặc dù là mình biết đấy nó đi làm thì không bao nhiêu kể cả hai người làm ví dụ mà đã lấy vợ lấy chồng đúng không anh em thấy không như cái thời điểm ngày xưa ấy phải công nhận phải thực dụng một tí là cái thời điểm ngày xưa ấy là có thể là một túp lều tranh hai trái tim vàng đấy đúng không anh em nó quá là đơn giản nhưng mà hiện bây giờ ấy, thì không có cái điều đó rồi anh em ạ chúng ta phải thực sự là tỉnh táo đấy chúng ta phải quách tĩnh lên anh em nhá ngày xưa là không có nhu cầu vật chất không cao và đồng thời là chỉ có chiến tranh thôi mình nói thẳng là như thế đúng không anh em anh em đi trước anh em phải công nhận không những anh em lớn tuổi hơn hay là những cái uh, cô chú lớn tuổi hơn thì phải công nhận cái điều đó kiểu gì cũng không bỏ nhau à? đó bây giờ anh em nhìn thử vào à, những anh em ấy, anh em ngang tuổi mình nhé. Còn những anh lớn hơn, những chị lớn hơn thì à, mình không nói rồi. À, anh em để ý xem, bạn bè xung quanh anh em coi, à, ham lấy có thể là không phải là ham mà là để ý là lấy vợ lấy chồng sớm thì gộp lại 10 người coi là được bao nhiêu người là à, sống hoàn hảo đúng không? Còn nó cuộc sống gọi là viên mãn mà là hạnh phúc đúng không anh em? được bao nhiêu người anh em tính coi đúng không anh em thử tính coi là biết thì song song đấy anh em cũng chia sẻ là mặc dù là đam mê lắm đúng không đi làm về vẫn đi vẫn đi tranh thủ vẫn vẫn đi quay vẫn đi các thứ vẫn đi làm đủ thứ nhưng mà ngoài những cái việc đó ra sẽ còn gặp phải tác động những cái tâm lý từ vợ từ con hay là từ vợ từ những người thân xung quanh bảo là sẽ không lo đi làm đi làm cái này thì Ừ, khi nào có tiền khi nào mới giàu đúng không? là như thế rồi như nào đúng không? Nếu mà ngon thì người khác làm hết rồi đấy. Thực sự là những anh em đã chia sẻ với mình rất là nhiều và cũng nhiều lúc hay gọi điện tâm sự bảo là thôi. À, bây giờ anh em thấy không? Đó là nhiều khi anh em trong những hoàn cảnh đó anh em sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn rất là nhiều cái chắc trở nhưng mà mình phải tính toán làm sao mình tính toán làm sao mà để cho nó đi cái đường đúng nhất đúng không? mình tính toán làm sao mà để cho nó đi một cái đường đúng đúng đắn nhất và nó có một ít rủi ro nhất. ở đây không phải là rủi up hay là gì đúng không? như mình hay chia sẻ với tất cả anh chị em đấy thì như cái chủ đề anh em thấy không? đọc truyện tranh, nó đơn giản là một cái nó đơn giản là một cái kiểu như là, ờ mình đọc thôi. chẳng hạn như là mình bật truyện tranh, mình đọc là hiện thuyết minh như người ta <laughs> như người ta lướt đọc truyện tranh ấy thì uh, trong cái giới truyện tranh ấy thì uh, đa số anh em không biết đúng không? Nhưng mà một cái thế lực truyện tranh cũng rất là lớn, nó, nó thế lực ngầm của nó rất là lớn. Truyện tranh hầu đa là không bao giờ hết view mình nói thẳng một câu như vậy và nó sẽ luôn luôn đi tới muôn thuở, muôn đời thôi. Chắc chắn với anh em là như vậy, khẳng định luôn. <laughs> Thay vì chuyện truyện tranh này, chuyện anime này, hay là những cái chuyện mà liên quan tới ngôn tình này, chuyện hư không này, chuyện xuyên không này, chuyện tiên hiệp này đủ tất cả các thể loại chuyện mà có một cái thế lực xem rất là lớn đấy bởi vì sao mình hay hướng dẫn cho anh, anh chị em làm thường sẽ thiên về phụ nữ hơn à thì con trai thì ít hơn đấy đọc thì nó chỉ là một cái quay lại cái màn hình video thôi quay lại có quay lại cái màn hình video thôi mình quay tới đâu mình đọc tới đó đúng không những cái mảng chuyện tranh clip mà mình hướng dẫn anh em chuyện tranh đó à, khi anh em làm thì uh, anh em làm làm từ từ đi là nó sẽ đẩy ra một được cái nguồn doanh thu ban đầu ấy thì nó sẽ không nhiều nhưng mà về sau ấy thì nó có thể là nó sẽ vượt được một cái số uh, một vượt được cái số mà doanh thu uh, hiện tại của anh em đang thao tác bằng uh, cơ tay cơ chân chẳng hạn đó có thể là nó vượt thì rất là đáng mừng hoặc là nó sấp xỉ thôi cũng là một điều đáng mừng rồi thì anh em cũng vận hành một kênh youtube và nó sẽ tiềm năng hơn trong tương lai rồi đó là những cái mà mình có thể chia sẻ cho những anh em mà trong cái trường hợp gọi là nó hơi bế tắc một chút không phải là không có đường đường giải quyết anh em ạ đấy nhiều anh em cũng chia sẻ uh, khá là nhiều uh, những anh em mà tự do tự tại thì không nói rồi còn những anh em cũng hay chia sẻ như là phải là uh, bây giờ em cũng đam mê youtube nhưng mà người yêu em không thích đấy, người yêu em kêu không làm ra tiền đúng không hay là rất là nhiều anh em chia sẻ luôn nhưng mà mình cứ làm sao mà mình phân bổ được cái thời gian nào mình làm sao mình phân bổ được thời gian mình phải uh, khi mà anh em mà bị công kích hay là cảm thấy là quá không thể vượt qua đúng không không thể nào mà lạc phương hướng đi không có một cái phương hướng hay là cái đầu mình không suy nghĩ được hay là không có ai dẫn lối chỉ đường cho mình không có một cái quý nhân nào mà dẫn lối hay là cao nhân nào chỉ đường cho mình thì mình phải đi học hỏi ha mình phải đi học hỏi khi mà anh em gặp phải những cái trường hợp đấy hay là anh em gặp những cái tác động tâm lý thì anh em nên anh em nên uh dừng lại và anh em đọc họ và tên của mình và anh em có thể là lấy điện thoại ra anh em bật cam trước anh em xem lại anh em nhìn vào anh em thì cần nhìn vào trong gương anh em để mình là ai đúng không anh em nhìn vào người trong gương là ai và họ và tên đó là ai đúng không vị trí đang đứng ở đâu và hoàn cảnh ra sao và cần làm những gì để khắc phục những gì đúng không anh em cứ làm như thế đi nha đấy là mình học được từ những tất cả anh em đi trước đấy học được những anh em thành công đi trước đấy mình chia sẻ lại cho tất cả anh em đúng không thì bây giờ ấy, thì không phải là ai cũng có được một cái hoàn cảnh một cái điều kiện tốt để làm để phục vụ cho công việc nhiều khi ấy, những cái lời mà làm anh em những cái lời mà của người thân hay là những cái lời của xung quanh em, mình biết anh em trước khi bắt đầu một công việc ấy thì nó sẽ gặp nhất rất là nhiều khó khăn mà cái việc mà anh em để ngoài tai ấy, thì nó sẽ rất là khó đó, nhưng mà anh em cứ nhất quyết là phải làm thôi, anh em nhất quyết là phải đi theo con đường của mình thôi. Ít ra có thể là anh em sẽ phải đánh đổi ha, có thể là anh em sẽ phải đánh đổi. Ai cũng phải đánh đổi mà thôi. Ai cũng phải đánh đổi nha anh em nhá. Đấy thì làm như mình bản thân mình cũng thế thôi, bản thân mình cũng mất rất rất mất rất là nhiều thứ, mất đi rất là nhiều thứ không đáng kể, nhưng mà tới thời điểm bây giờ mình thấy nó nó không gọi là đáng tiếc Tất cả những gì cho đi đều nhận lại Anh em ạ, à, anh em cứ Anh em cứ phải đặt một cái niềm tin vào bản thân anh em là Tất cả những gì anh em cho đi Là tất cả những gì anh em sẽ nhận lại Và thậm chí là nhận nhiều hơn à, Như một cái Như một cái quạt vậy thôi Một đầu thổi ra thì một đầu phải hút gió Đúng không? Thì cuộc sống thì nó phải làm Cuộc sống thì anh em phải là cho đi Và khi mà anh em cho đi Thì anh em sẽ nhận lại được những cái niềm vui cho đi ở đây là gì không nhất thiết là phải tiền bạc đúng không anh em chính xác là như vậy cho đi không nhất thiết là phải tiền bạc thì từ cái nhỏ nhất tới cái lớn nhất và trong mọi tình huống à, thì anh em sẽ cảm thấy là nó có ý nghĩa hơn và nó có một cái mục tiêu rõ ràng hơn đấy có những cái anh em đi trước ấy, anh em làm YouTube từ từ đúng không anh em làm từ từ có thể là 3 tháng 5 tháng 8 tháng 1 năm đúng giờ thì anh em sẽ có lại được một cái cơ 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 chế hoạt động một cái pháo đài hoạt động có thể là anh em bỏ ra vài năm anh em xây dựng nó trước tuổi 30 đi thì sau tuổi 30 thì tất cả những công cụ hay là tất cả những cái mà anh em gây dựng lên thì nó sẽ hỗ trợ nuôi anh em và nó nhả tiền lên cho anh em thì anh em sẽ đỡ phải vất vả và chúng ta sẽ dùng cái đòn bẩy đó để uh, tiếp tục những công việc xung quanh đúng không đó, thì uh, tất nhiên là chúng ta phải tự xây dựng đòn bẩy rồi. Nếu mà chúng ta là một người bình thường, không có nói thẳng ra là không con ông cháu cha không có một cái tài sản nào đó quá lớn để lại. Chúng ta là một người bình thường. Khi chúng ta sinh ra là hai bàn tay trắng rồi. Chúng ta phải đi làm từ những ngày mà um, còn nhỏ rồi. Đi làm bương trải ra đời đủ thứ bốc vác hay là làm tất cả mọi thứ. Thậm chí là bị Sỉ nhục các thứ Thậm chí là bị lăng mạ xúc phạm cực kỳ đến nhân phẩm và danh dự Thì lúc đó thì chúng... Anh em thấy không? Quá nhiều rồi, quá đủ rồi Anh em ạ, Quá đủ rồi Đấy là mình chia sẻ cho anh em Còn về cái phần mà Anh em cứ làm đi Anh em làm từ 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 lên Có rất là nhiều anh em mà đi trước ấy Những anh em mà giàu đột ngột ấy anh em làm bên bất động sản rất là nhiều anh em cũng nhắn tin những anh đó nhắn tin với mình chia sẻ là khi mà không có khi mà không có một cái hiểu biết là một này khi mà không có một cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm thất bại là hai này về cái gì về cái mặt đồng tiền thì khi mà giàu lên đột ngột là một này khi mà làm một cái gì đó không có những cái kinh nghiệm hay là kiểu như là làm đất đai này cò đất bán đất nhưng mà về sau nó vào cái thời điểm đất nó không còn sốt nữa chẳng hạn đấy thì bắt đầu mới ôm ôm rất là nhiều nợ anh em thấy không ờ, mình mình cũng chứng kiến rồi chứng kiến tận mắt là những có người là đang là một người bình thường thôi đang là một người bình thường đấy đột nhiên đúng không cũng bình thường là đi làm nông các thứ này thôi đấy làm à, cũng đất cũng qua được mấy lô đất đó bắt đầu là sắm xe con cho con này rồi sắm xe con cho mình luôn này cho gia đình luôn này rồi um, các thứ nói chung là vượt mặt luôn vượt một một bước lên mây là có thật anh em ạ một bước lên mây là có thật nhá đấy nhưng mà chỉ cần sau vài tháng chưa đến một năm anh em ạ đấy là bắt đầu là bán nợ nần kiểu như là mình cái đó thì mình không không biết chắc có thể là thua lỗ thì phải trả nợ đấy Uh, nợ nần bắt đầu bán hết tất cả và bây giờ là thậm chí là về con số âm luôn chứ không phải là về con số không nữa đó thì uh, những anh em đi trước anh em chia sẻ thì mình học hỏi thôi đồng tiền thì nó luôn nó có một cái cách vận hành của nó thì chúng ta cần phải phải học về đồng tiền đồng tiền của nó là một tờ giấy thôi nó được in ra đó nó là một cái công cụ để trao đổi những cái giá trị hay là trao đổi những cái vật chất tương đương anh em phải công nhận đúng không? Ừ. Nếu đừng nếu mà lấy cái lấy cái khác chẳng hạn họ lấy một cái tờ giấy A 4 thôi, Đấy. họ họ trao đổi vật chất, họ trao đổi những cái giá trị, họ dùng để trao đổi những cái thước đo, họ làm thước đo, họ làm trao đổi những cái mặt hàng thì cái tờ tiền đâu còn giá trị gì nữa, thì là một cái tờ giấy thôi đúng không anh em? thì anh em làm từ từ nhá anh em cứ làm từ từ thì khi mà anh em kiểm soát được đồng tiền và anh em hiểu được cái quy luật của đồng tiền và anh em còn hiểu được nhiều hơn về đồng tiền nữa mình thì mình không dám công nhận là mình đã hiểu hết hay là mình không dám công nhận là mình là người hiểu về nó rất nhiều nhưng mà mình cũng biết được một chút gì đó tại vì mình nhận ra trong cái quá trình mình sai lầm ấy thì mình mới chia sẻ lại cho anh em đúng không nó vận hành nó có một cái quá trình quy trình vận hành của nó khi mình hiểu được nó đấy là nó 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 sẽ kiếm dễ dàng hơn anh em à lúc đó là nó chỉ là một cái công cụ để anh em nó chỉ là một cái công cụ để anh em đạt được cái mục đích của anh em thôi nó chỉ là một cái công cụ của anh em để anh em trao đổi gì mọi thứ thôi như anh em thấy không là ngay cả bản thân mình cũng thế thôi khi đầu thì cũng ham anh em ạ à, làm được đồng nào là mình có kiểu như là hay uh, mua linh ta linh tinh rồi lướt top top rồi mua từng cái chi tiết nhỏ đúng không mua từng những cái vật dụng nhỏ này vài trăm nghìn hai trăm nghìn năm trăm nghìn à vài triệu cũng có đấy vài chục triệu thì chưa có thôi nhưng mà mình cứ mua linh tinh thôi là kiểu như là ở uh, cứ ỷ là đi làm đi làm mình vẫn có lương đúng không kiểu như là đi làm mình vẫn có lương các kiểu đấy suy nghĩ là không bao giờ hết lương chẳng hạn đấy rồi cứ tại vì những cái thứ đó tạo ra là để phục vụ cho chúng ta mà đâu phải là chúng ta phục vụ cho nó đơn giản như cái điện thoại thôi đúng không anh em cái điện thoại của mình thì chắc anh em những anh em xem lâu ấy, anh em biết cái điện thoại của mình nó nát bét như thế nào thì mình chỉ có mới lấy một cái mới đây thì cái số tiền của nó cũng đủ xài thôi mình chỉ coi được cái thông số máy của nó đủ phục vụ cho công việc của mình không phải là chẳng hạn như anh em thấy không chip chip điện thoại chẳng hạn chip snap uh, 8gen hay là chip snap được ra gần đấy thì nó phục vụ cho chơi game hay là nó khỏe như nào đấy thì mình không cần à. mình cứ xài media được rồi ha nó có hai loại chip media và chip uh, không không biết có nhiều loại chip hay không nhưng mà nói thế thôi mình cũng không am hiểu về những cái dòng điện thoại cho lắm thì mình chỉ cần cái nào xài đủ là được như anh em thấy đấy, đấy thì uh, sau này mình mới mình mới nhớ được rồi mình mới học hỏi được những anh em đi trước học hỏi được những anh em chia sẻ kinh nghiệm bảo là khi mà đồng tiền ấy khi mà đồng tiền đến quá sớm và đồng tiền đến rất đột ngột thì con người chỉ sinh ra kiêu ngạo và sinh ra tội lỗi thôi đồng tiền đó những cái đồng tiền đến cực sớm và những cái đồng tiền mà đến một cách đột ngột mà chúng ta không có một cái Kinh nghiệm hay là một cái trải nghiệm hay là một cái thất bại hay là một cái sự quản lý tinh tinh nhuệ về một cái đồng tiền ấy. Thì đó là một cái sự thảm họa anh em ạ. Đó là một sự mà thất bại. Như chúng ta thường nghĩ là bây giờ đang nghèo nghèo đúng không? Bây giờ cho có thể là cho tỷ ha. Cho 500 triệu đi. Đấy là cuộc sống khác ngay anh em đúng không? Kiểu như là ngon ngay làm chiếc xe hay là làm thêm cái điện thoại đóng bộ đồ hay là ngon ngay đúng không anh em Không ngon đâu anh em ạ thực sự là không ngon đâu khi tiền trong túi của mình nó tiền mà nhiều khi tiền đã vào túi thì còn chưa chắc phải của mình đâu anh em ạ xảy ra nhiều thứ lắm đấy nên là mình sẽ cố gắng từ từ vượt qua cái giai đoạn mà đó anh em ạ có những người anh em khó khăn gặp cản trở từ bước đầu tiên những cái người mà luôn uh, có thể là xem thường những cái ý tưởng của anh em đang làm đúng không anh em cứ nhớ là những cái người mà xem thường hay là những cái người mà chế giễu anh em, ý tưởng của anh em ấy thì anh em phải đáng trân trọng, anh em phải trân trọng những cái lúc như thế. Tại vì những cái ý tưởng mà không được uh, xem thường này, những cái ý tưởng mà không được, uh, những cái uh, cách, anh, phương pháp anh em làm mà không được uh, cười nhạo hay là không được uh, uh, xem thường thì nó tất cả đều là tầm thường, đấy thì chỉ chỉ có làm công sẽ là tầm sẽ là bình thường thôi còn những gì mà anh em đang cảm thấy mà anh em đang phải chịu đựng ấy thì đó là những cái ý tưởng mà những cái tiềm năng nhất của anh em thì anh em hãy giải phóng nó anh em hãy giải phóng cái sức mạnh nó ra đi anh em nhé cứ giải phóng cái sức mạnh đó ra đi thì anh em sẽ làm được thôi tất cả rồi sẽ làm được anh em nhé còn bây giờ thì mình sẽ có các anh em hỏi là quay video quay video mà không biết xuất file lên máy tính ha bây giờ mình sẽ hỗ trợ anh em cái này luôn như anh em thấy không đây là cái màn hình máy tính của mình à, đây đó trên một cái màn hình máy tính đúng không anh em quay video cái này đơn giản thôi nó giống như kiểu anh em tải nhà ấy mà anh em gặp khó khăn đúng không thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn khi mà anh em quay xong anh em không biết xuất file lên máy tính để lấy file kiểu nào ha thì anh em lấy một cái cáp sạc của nó anh em cắm vào mà trước khi anh em làm ấy là anh em phải anh em phải ví dụ là anh em quay xong cái file anh em quay xong một cái file nào đó thì anh em sẽ bấm anh em quay xong này đúng không anh em quay xong đúng không thì anh em bấm bấm tắt đi thì nó sẽ lưu ra một cái file anh em nhớ vào cái thư mục đó đổi tên ví dụ thành uh, file 1 file 2 file 3 file 4 để nó sẽ làm sao để nó anh em dễ tìm hơn tại vì khi mà đưa lên máy tính ấy thì nó trong trong cái điện thoại anh em có nhiều video khác nữa đúng không? Video quay cảnh du lịch vân vân thì mình không nói nó sẽ lẫn lẫn lộn với cái video này. Đó, nó sẽ lẫn lẫn lộn với cái video anh em quay thì anh em thấy không cứ cắm một cáp sạc nha. Khi cắm vào một cáp sạc, còn một cái đầu này là cái đầu USB ha. Cái đầu này nha. Anh em cắm vào máy tính. Anh em cắm vào máy tính, cắm vào đâu? riêng cái đầu này khi mà anh em đã cắm điện thoại rồi cái đầu này anh em tìm trên máy tính mặt trước mặt sau ở trên ở dưới chỗ nào cắm được anh em cắm vào cho mình nhá cắm lọt là được cứ cắm vào cắm lọt là được khi cắm vào một cái bất kể một cái lỗ nào cắm được nó sẽ hiện lên báo lên bây yeah. giờ nó sẽ hiện báo lên máy tính bây giờ anh em đợi một tí này khi mà trên này nó thông báo ấy thì anh em chọn cho mình là truyền tệp á truyền tệp thấy à thì nó thông báo lên là đây rồi đó sau khi vào đâu đúng không hiện lên rồi thì anh em ở đây ấy, anh em vào cái dbc hoặc là nó là my computer của win XP với lại win visa win hai nghìn win các kiểu ngày xưa đó anh em đó là cái thời cổ ấy của máy tính mà chạy bằng chuột bi đấy đó thì anh em cứ vào cái Ditch PC này nó sẽ nằm trong ở ngay cái mục dbc luôn dbc này là cái cái công cụ của nó này quản lý này dbc ha dbc hoặc làm máy tính này hay là PC này hay là mình mình hay Ultra View hỗ trợ cho anh em à. mình mình thấy là nó sẽ nó nhiều tên ví dụ máy tính của anh em uh, thiết kế bằng uh, tiếng Việt đấy còn đây là tiếng Anh hết rồi ngôn ngữ máy tính bằng tiếng Anh hết thì uh, nó dễ làm hơn còn tiếng Việt thì đấy, anh em cứ tìm cho mình tới máy tính này hoặc là PC này đúng không? hay là máy tính bàn đó. nó nó đầy đủ đổi tên đổi tên gì cũng được đó đổi tên không uh, rename cũng được đấy thì nó sẽ nằm trong đây nó là cái công cụ này ở đây anh em đừng quan tâm ổ cd ha <laughs> cde gì đó kệ nó ở đây thì anh em sẽ click vào ở đây cho bộ nhớ dùng chung thì bây giờ nó không phải là thẻ nhớ thẻ nhớ cũng được mà bây giờ nó toàn là bộ nhớ dùng chung rồi thì anh em vào đây anh em vào đây nó sẽ vào bộ nhớ dùng chung đúng không thì nó nằm ở đâu đúng không nó sẽ nằm ở chỗ dcim anh em nhớ nhà dcim Dcim đấy, Dcim nó chỉ nằm trong cái mục này thôi. Anh khi anh em quay video à Dcim thì nó sẽ nằm ở trong cái mục camera nha. Trong cái mục camera này, tại vì trong bây giờ mình mở ra thì nó sẽ xuất hiện những cái tài liệu mà nhiều cái nó xuất hiện lên kiểu như là những cái dòng cốt, là những cái đồ công cụ, cụ uh, cho cái phần mềm thì nó, nó sẽ có thể nó sẽ vi phạm về chính sách của YouTube thì anh em cứ mở một camera là ra anh em tìm đúng cái tên mà lúc đầu anh em đặt ấy, lúc đầu anh em lưu lưu trong cái điện thoại ấy, là anh em ví dụ là video hôm nay một video 2 video 3 video 4 thì anh em chỉ việc à, đây anh em chỉ việc là cầm vào cái video đó click giữ vào video và kéo ra desktop hả à. desktop là gì kéo ra luôn cái màn hình chính này à, là nó sẽ lên máy tính lúc đó anh em thì cứ rút ra thôi đơn giản anh em ha à. rút ra nó cũng thông báo trên máy tính nhé từ từ nó mới thông báo à <laughs> từ từ nó sẽ thông báo mà nó không thông báo rồi thôi kệ nó anh em ơi đó thì còn trên máy tính thì những anh em nào xài máy tính thì uh, <laughs> không chuyên về máy tính thì uh, kiểu như là làm edit file hay là chỉnh sửa quá nhiều nó sẽ lưu lại những cái tệp rác quá nhiều đúng không vậy thì dọn rác ở đâu dọn rác ở ở chỗ nào uh, mất công đúng không những anh em mà những cái người lớn tuổi chẳng hạn không có không có biết gì cả. Như anh em bình thường là phải Windows R rồi à, phần trăm à, TMP phần trăm đúng không? Cái xóa rác là cơ bản nhất. Đấy, anh em thấy không? Đó, nó sẽ nằm trong đây chúng ta xóa hết rác đi. Đó, thì những cái công cụ như vậy rất là phức tạp, mình đã code ra cho không phải cốt mà viết. Cái này thật là rất là đơn giản. Đối với những em mà chuyên cốt thì cái việc này rất là đơn giản rồi. Thì à, mình làm, đúng không? Nó là kiểu như là hệ thống tự động mình mình viết cái dòng code ra cho nó là mình yêu cầu nó làm cái gì và tiếp theo nó làm cái gì thì nó sẽ đều nằm trong một cái tập lệnh này đó mình cũng làm nó cho anh em rồi những anh em chưa biết thì anh em chỉ việc bật cái phần mềm này lên thì anh em bấm thôi anh em ở đây là nó có sẵn là dọn sạch sẽ full nổ đĩa luôn dọn sạch sẽ ở đây không phải là xóa tất cả của anh em đâu nhá dọn sạch sẽ ở đây á là nó sẽ dọn những cái file mà file rác đệm này những cái file mà như anh em xài dưới điện thoại mà anh em muốn xóa đi á là anh em chạy cái trình cleaner cleaner hay là dọn dẹp gì đó nó chạy tương tự như vậy nhưng mà nó sẽ chuyên sâu từng cái hệ thống ổ C và ổ D hơn thì anh em chỉ việc bấm phím một anh em bấm enter thì nó sẽ chạy anh em nhìn vào anh em sẽ biết thấy không nó quét ở mục user admin app data local luôn cốc cốc qua nó quét hết tất cả những cái rác từ cái phần mềm tới trình duyệt trong những cái rác bộ nhớ đệm cái đó là cái bộ nhớ đệm thôi anh em nhé chứ không phải là những cái gì quan trọng của anh em đâu chứ không phải là mật khẩu hay là những cái tài liệu quan trọng gì cả thì khi anh em cứ đợi cho nó chạy xong thì anh em bấm enter thoát thôi ừ. ở đây thì mình lâu rồi cũng chưa quét cho nên là nó cũng có nhiều rác đấy anh em thấy không thì nó dọn rác cho anh em trên máy tính á Thì nó rất là hữu ích Để cho những anh em làm Youtube đấy Edit các thứ cắt cắt dật dật Hay là video nối Thì Nó sẽ Xử lý hết cho anh em Anh em nhìn vào anh em thấy rồi này Đó Nó quét tới mấy cái cổng uh, Phần mềm anh em mở lên này Bộ nhớ đệm là gì Có thể anh em không biết đúng không Bật này lên này Vào Youtube này <laughs> Xem một video này Hay là Vào Grid Studio Youtube Đó à. Đây. Đúng không? Đó, chẳng hạn như vậy, chẳng hạn đó. Thì khi anh em thoát ra thì nó đã lưu vào bộ nhớ đệm rồi, đó. Nó lưu cái quá trình mà lịch sử anh em vào đó, gọi là lịch sử đi cho dễ hiểu quá. <laughs> ừ, này chạy lâu quá nếu mà để nó chạy hết thì mất thời gian của anh em quá ha thì bây giờ mình sẽ thoát luôn đi à lâu thế thoát đi à tí mình quét sau thì ở đây nó cũng có luôn mà anh em có thể là bấm trực tiếp vào bấm run hoặc là chuột phải run as admin đó nó sẽ mở lên ha ở đây nó có luôn cả xóa tem này xóa tem p là xóa bộ nhớ đệm của như hồi nãy là anh em phải bấm windows r đồ phần trăm tem p đồ nó rất là nó rất là mất thời gian đúng không anh em chỉ việc bấm số 2 anh em enter thì nó xóa tem luôn đó hết thì ở đây nó chỉ có là kênh youtube của mình khi anh em bấm a bấm chữ À anh em bấm enter thì nó sẽ hiện lên kênh YouTube của mình đó. Đơn giản thấy chưa? Thì hoặc là anh em có thể là bấm chữ M là tự động thoát luôn, đấy, đơn giản. Thì những anh em nào mà không am hiểu về quá nhiều quá trình máy tính thì mấy cái đó nó nó thực sự là hữu ích cho những anh em đó ha. Còn những pháp sư hay là những chuyên gia máy tính thì không nói để làm gì. Đúng không anh em? Thì video của mình tới đây tạm thời kết thúc. Uh, video này này video này là mình chia sẻ với anh em thôi còn video sau thì có thể là có thể là mình sẽ phải đi uh, hỗ trợ những anh em uh, quay xong thì mình sẽ up luôn cả cái uh, cái khoảnh khắc này đó cho chia sẻ với anh em xem ha cảm ơn tất cả anh em đã luôn theo dõi những cái video của mình chúc anh em đầu tháng mới mọi việc suôn sẻ hay là tiền vào như nước hay là những cái công việc của anh em nó thuận lợi hơn hay là những cái cơ hội mới nó đến với anh em hơn trong tháng mới đúng không tháng mới bình an tất cả anh em nhá